B6 tránh ra nào. Ui giời, B6 tránh ra đúng như ta vừa nói, nhưng con B3 nó lại trôi lên. Và con B1 không có đường riêng rồi. Cảm ơn cầu thủ Thành Lý đã quan tâm đến các cầu thủ của chúng ta. Các cầu thủ cũng đã có phần nghỉ giải lao khoảng 20 phút sau khi kết thúc cái session thi đấu đầu tiên, và động cơ đã ăn nhẹ để có được sức khỏe đảm bảo cho cái phiên thi đấu trong buổi tối hôm nay. Hoạt động nhiều và cơ thể nó đi vào cái trạng thái nghỉ ngơi. Xin chào cầu thủ Sùng Shriver. Trận đấu chúng ta đang diễn ra tại câu lạc bộ Don Bilat có địa chỉ tại tầng 3 chợ Hàng Giang và có mở cửa tự do cho các cầu thủ người hâm mộ chúng ta vào xem nhé. Ngày mai các trận đấu sẽ được bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng. Huynh đệ cầu thủ chúng ta nhớ bố trí thời gian để chúng ta lên tận nơi xem tận nơi, nó nóng lắm, nó hay, cái không khí được tuyệt vời lắm. Ok rồi, ra cái số 9 quá đẹp luôn. Tham gia trong sự kiện này đều là cầu thủ chuyên nghiệp Việt Nam nhé. Cú phá rất uy lực của Nguyễn Hoàng Phong, Phong Nam. Và con bi số 1. Bi số 1 vẫn còn đường để chém vào lỗ giữa bên trái của màn hình. Càng về cuối ngày, càng về khuya thì các cầu thủ thi đấu càng hay. Đấy mới là điều tuyệt vời. Ok, ra bi đẹp rồi. Và điều còn tuyệt vời hơn nữa đó là như tại vừa chia sẻ trận đấu trước. Mặc dù là thi đấu từ sáng đến giờ phải đến cả chục tiếng đồng hồ rồi, nhưng mà số lượng người hâm mộ cũng như là những huynh đệ chúng ta vào xem lúc nào cũng trung bình từ khoảng tầm 2.000 người xem đồng thời trở lên. Điều đó thể hiện cái sự quan tâm, yêu mến và ủng hộ cho bia nước nhà rất lớn của tất cả chúng ta. Ồ, những đường bì rất mượt mà đến từ cặp đôi giờ sâu đi ở Đỗ Hoàng Quân và Phong Nam, Nguyễn Hoàng Phong. Còn 3 bi nữa thôi. Điểm số thứ 2 của trận đấu đang đến rất gần rồi. Một cú cắm rút nhẹ một băng với cầu tay đóng của Nguyễn Hoàng Phong. Đưa ra vị trí với chuyên nghiệp như này là rất đẹp. Cháu thủ Hoàng Quân sẽ chém bị số 9 vào góc bên phía phải gần mình của chúng ta. Chúng ta có nhìn con số 9 nào. Giữa lỗ ngàn phá bóng. Có vẻ như thực sự là có sự mất cảm giác với cú phá của Bùi Trường An. Tại có nhớ là trong trận đấu trước khi Bùi Trường An thi đấu thì cũng có hai lách liên tiếp Bùi Trường An phá không chết bi và ra hình. Tiếp tục là một cú phá không chết bi nào nữa của Bùi Trường An. Và xin chào thủ Hiếu Phạm. Giải đấu này thì ban tổ chức có gửi lời mời đến 10 cầu thủ của chúng ta, của hai đội. Sau đây phát âm là sâu chờ. Sâu chờ. Cảm ơn đệ Nguyễn Đoàn nhá. Cảm ơn Dương Huệ nhá.
Hành vi này vẫn còn khó khăn mà. Chúng ta còn nhìn con bi số 5 nó đang nằm ở cái vị trí. Bây giờ điều như này là chắc là không công được rồi. Chúng ta cùng xem cái phương án cơ thủ Đỗ Hoàng Quân sẽ thủ con bi số 5 này như nào thôi. Còn nếu mà chém mỏng con bi số 5 này thì xác suất thành công không cao. Ôi, có camera nào. Trời ơi, con cân chết con bi số 5 rồi nhưng mà lại không lấy cam. Quá đáng tiếc. Một pha cân con bi số 5 rất quyết đoán. Bắn của cầu thủ Đỗ Hoàng Quân. Vừa rồi phải lấy cam trần đã đây rồi. Có cam trần đây rồi. Trời ơi, cú cân kìa. Mất một bần bật. Chính xác từng milimét luôn. Quay. Đầu gậy rút thoát tay để đánh người số 8, không có gì phải ngại, cứ thoát tay hết cỡ vào đấy, lại còn dính dưới này nữa, má thuận lợi rồi, đẩy trơn lên ăn chín rồi. Đúng rồi, Tước Minh. Ok. Ta cùng đến với rách thi đấu thứ tư. Cú pháo rồi của cầu thủ Đỗ Hoàng Quân, The Soldier. Lực nào. Hơi thiếu rồi. Nó lên thêm được khoảng tầm nửa chấm nữa thì đẹp nhất. Nhưng mà con này thì với đẳng cấp của cầu thủ Đỗ Hoàng Quân thì đang nghĩ là vẫn chém ngon lành. Sàng C2 băng. Ok. Có côn không? Hơi côn bằng một tí. Kép Kun Arena thì cơ thủ Đỗ Thế Kiên thông tin đã nắm được ở trước là có là cổ đông. Còn đến hiện tại thì đã chưa nắm được. An Linh và Lưu Đức Thiện nha. Vách thi đấu khi mà đội đỏ đã ở điểm hưu. Hình như là thiếu bếp hay sao nhỉ? Thì các đội thì sẽ đánh tổng là 20 trận. Ngày hôm nay đánh 10 trận và ngày mai sẽ đánh 10 trận. Ngày mai sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng. Rồi, tí lắc. Đẩy hết cả team lên. Còn số 9 đó thôi. Đã có điểm số đầu tiên cho cặp đôi cầu thủ Đỗ Thế Kiên, Bùi Trường An. Rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 1-4. Cầu thủ Nguyễn Hoàng Phong khá bóng. Đã có chết con bí cạnh. Bếp đủ. Một đường riêng. Wow. Xin chào cầu thủ Hoàng Anh Vũ. Trận Sen Biado là hiện nay họ chỉ phát trên cái ứng dụng nội bộ tại Philippines nên chúng ta không có tín hiệu nhé. Cảm ơn cầu thủ Trọng Phan đại diện cho Việt Nam thi đấu pool tại SEA Games 32 là cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn, Đường Đức Thiện và Tạ Văn Linh nhé. Đúng như cầu thủ Trọng Phan vừa mới comment. Nào, trời ơi, đánh quá hay luôn. Này chém con bi số 2 kiểm soát được bi chủ qua giữa bàn một chút, lấy cái má dày con bi số 4. Đẩy bi số 4 vào lỗ góc là có con bi số 5 nữa. Hình bi khá thuận lợi rồi. Nhưng mà cần phải rất là chi tiết tỉ mỉ. Hình bi dù có đẹp đến mấy nhưng chúng ta chỉ cần sai lực một tí thôi nó sẽ ra khó ngay. Kể cả trên bàn chỉ còn con 8 và con 9. Xin chào Nguyễn Đoàn Huy. Thông thường các cái giải đấu thì sẽ có áp dụng cái luật là thi đấu 3 bi về bếp. Ở trên thế giới thì hiện nay họ có áp dụng một cái luật đó là không tính bếp nhưng mà phải thêm một cái điều khoản đó là phá phun lực. Nhưng mà cái việc phá phun lực đấy thì nó sẽ rất là khó kiểm soát. Thế nên đa phần các giải đấu chúng ta vẫn đang áp dụng là ba bi về bếp để cho các cầu thủ phá một lực mạnh và hình bi nó tơi. Tránh cái việc đánh kiểu cứ ngày xưa là cái luật chuẩn của WBA ấy là nó không có ba bi bếp đâu. Nhưng mà có những cái giải đấu sau đó các cầu thủ cứ đẩy nhẹ vào ấy, làm trận đấu nó giằng co kéo dài. Thế nên họ thêm cái luật ba bi về bếp vào để đảm bảo khi phá ra hình bi nó tơi.
dọn bàn nhanh. Rồi. Một cú đánh rất là đúng phong cách của Đỗ Hoàng Quân. Mạnh. Thoát tay. Bí chủ nảy ra hơi mạnh một chút rồi. Này nếu mà cơ thủ nào đánh tay trái thì sẽ chém con bi số 5 nó thuận lợi. Nhưng mà với tay phải thì sẽ bị ngược tay. Cho xin cái cam trần. Đây rồi. Cú chém rất tốt của Nguyễn Hoàng Phong. Ôi ôi. Bị số 6, 7, 8, 9. Ôi, con này khó này. Nhất xa nhì côn đây. Nhất xa nhì côn thứ 3 chém mỏng. Ở đây hội tụ hai yếu tố rồi. Nhất xa nhì côn. Đúng rồi, cầu thủ Nghĩa Lục nhá. Con bi này khó đấy, không phải đơn giản đâu. Ui trời ơi. Một cú đẩy về nó là rất thoát tay và chính xác đến từ cầu thủ Nguyễn Hoàng Phong. Phong Nam. Càng đánh càng hay. Ban tổ chức thông báo có 10 cầu thủ trên màn hình trên hai đội thi đấu thôi, nên không có Hoàng sao ạ. Còn một con bi số 9 nữa thôi là đội đỏ sẽ có chiến thắng 5-1 trước cặp đôi của đội xanh. Cú chốt con bi số 9 đến từ cầu thủ Phong Nam, tức Nguyễn Hoàng Phong. Chính xác rồi. Và như vậy thì đội đỏ với đại diện ở trong trận đấu cặp đôi này, cầu thủ Đỗ Hoàng Quân